mến chào các bạn, mình là ngôi nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Giờ đây khi có dịp về những vùng quê nông thôn trên những cái con lộ nhựa nông thôn mới, các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà mới mọc lên khang trang như là nhà máy Thái, nhà máy Mỹ, nhà máy Bằng, nhà máy Nhật, nhà máy Thái, nhà máy Bằng, nhà hai máy. Trong số những cái mẫu nhà mà mình kể trên có dạng một cái mẫu nhà truyền thống đi vào lịch sử kiến trúc miền Tây Nam Bộ xưa, đó chính là nhà Ba Gian Nam Bộ. Giờ đây nhà Ba Gian không có còn thịnh hành, không có còn được nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng như những thập niên 70 và 80 nữa, và đã được thay thế dần những cái mẫu nhà mới hiện đại khang trang hơn. Tuy nhiên xét cho cùng, mẫu nhà Ba Gian vẫn còn đó những cái giá trị kỷ niệm và những cái giá trị ký ức của bà con mình ở miền Tây. Vì đây có thể nói là một cái mẫu nhà mà nó chứa đựng rất là nhiều ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam mình. Và theo như mình tìm hiểu được biết thì mẫu nhà Ba Gian cũng đi vào lịch sử kiến trúc luôn các bạn, là một cái mẫu nhà rất là kinh điển, truyền thống ở miền quê. Và ngày hôm nay mình có dịp tư vấn và thiết kế cho bạn Vân ở Châu Thành, Tiền Giang. Bạn rất là mong muốn xây dựng cái ngôi nhà mình theo phong cách nhà Ba Gian, nhưng mà với một cái diện mạo mới, một cái phong cách mới, sao cho nó hiện đại, mới mẻ và khang trang, không có bị lỗi thời. Mẫu nhà mà mình tư vấn cho bạn Vân với cái chiều rộng mặt tiền ngôi nhà là 8m, chiều sâu là 13m, được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái gia đình 3 thế hệ sử dụng. Gồm cái phần sảnh phía trước là 2m, một phòng khách kiêm phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và một nhà vệ sinh. Có thể nói là công năng ở bên trong nó rất là rộng rãi và đầy đủ. Cái thế mạnh của cái mẫu nhà này là chiều rộng mặt tiền nó 8m. Chính vì vậy mà cái việc bố trí công năng ở bên trong thì nó cũng rất là rộng rãi. Với những gia chủ mà sở hữu cái mảnh đất chuẩn bị xây dựng nhà với cái chiều rộng mặt tiền từ 8m trở lên, có thể nói là có rất là nhiều những cái phương án nhà để mình lựa chọn, như là nhà hành lang chữ L, nhà hai mái, nhà Ba Gian. Và đây chính là mẫu nhà Ba Gian mà mình tư vấn cho bạn Vân ở Châu Thành, Bến Tre. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà kinh điển này nha các bạn. Mặt tiền thì được thiết kế rất là đơn giản, không có quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng nó cũng rất là viên thuộn. Điểm nhấn đó chính là những cái vòm bo bán huyệt tạo điểm nhấn. Và cái điểm hay nữa là ở cái mặt tiền ngôi nhà này được dấu cột trong những cái vòm bo này. Chính vì vậy mà cái mặt tiền nó trở nên thanh mảnh hơn, và cái điểm nhấn ở cái vòm bo bán huyệt này nó được nhiều hơn. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Về cái phần cái thân nhà là cao 3,6m, về cái phần cái mái nhà là cao 3m. Mái nhà ở mẫu nhà Ba Gian đó chính là một cái điểm nhấn rất là đặc trưng và không thể trộn lẫn vào đâu được, đó chính là được thiết kế hai mái. Về phần mà mặt tiền, ngoài những cái vòm bo bán việt tạo điểm nhấn thì cái phần cửa của ngôi nhà này mình sẽ chọn là cửa nhôm xuyên pha màu trắng, cũng tạo cái điểm nhấn bởi những cái vòm bo tròn, giúp cho cái phần cửa này nó trở nên thanh mảnh và nó hiện đại hơn, kịp thời bắt kịp cái xu hướng trang trí tại cái thời điểm bây giờ. Mặt tiền thì sẽ được ốp gạch trang trí là gạch 80x80. Gạch nền thì sẽ được lát là gạch 80x80, vân giả đá mê bồ màu ghi, cái nền màu trắng. Còn về phần trần thì sẽ được đóng trần thạch cao dự cấp hết toàn bộ khu vực cái công năng bên trong ngôi nhà này. Tổng thể cái ngôi nhà này nó rất là có duyên từ ngoài vào trong. Về cái phần cái mái nhà thì do kinh phí của gia chủ cũng hạn hẹp, do đó mình sẽ tư vấn cho gia chủ là lợp tôn giả gói màu ghi xám nha các bạn. Với cái tông màu nhấn nó chính là cái màu của vật liệu tôn giả gói, còn cái màu nền chính là màu trắng, vì gia chủ rất là mong muốn ngôi nhà của mình sao cho nó càng sáng thì càng tốt. Để giúp cho ngôi nhà này nó được cứng cáp hơn và liên kết được tốt hơn thì mình sẽ thiết kế là những cái lan can ôm xung quanh cái ngôi nhà này, giúp tạo nên cái điểm nhấn. Và lan can là một cái cấu kiện rất là quan trọng và tạo nên một cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho ngôi nhà. Chính vì vậy mà mình cũng khuyên bà con mình trong quá trình xây dựng không nên bỏ qua cái cấu kiện này.
Và cái điểm nhấn tiếp theo nữa đó chính là cái bồn hoa tại cái gian bên trái và bên phải, giúp tạo nên những cái mảng xanh và giúp cho cái mặt tiền ngôi nhà này nó trở nên sinh động hơn. Khi có dịp nhìn ngắm cái mẫu nhà này thì những cái bạn nào đã theo dõi cái kênh YouTube của mình đó thì cũng cảm thấy là nó quen thuộc, vì trước đó mình cũng đã thực hiện một cái mẫu nhà ba gian với vườn bo bán nguyệt này rồi, và cũng được bạn Vân rất là yêu thích và bạn muốn thực hiện lại cái mẫu nhà đó một lần nữa, nhưng mà với một cái diện tích và công năng được điều chỉnh ở bên trong. Có thể nói rằng là cái mẫu nhà này rất là có duyên, rất là mềm mại khi cái dịp quan sát cái tổng thể ngôi nhà này. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái phần cái giá hoàn thiện của cái mẫu nhà ba gian như thế này là bao nhiêu, thì được chia ra làm hai phần. Hiện nay phần nhân công nó sẽ dao động từ 1 triệu 2 trở lên 1 mét vuông hoàn thiện. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công nó sẽ dao động từ 5 triệu trở lên trong trường hợp là nhà mình sẽ lợp tôn giả ngói. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng cái ngôi nhà này là 112 mét vuông, và mình tạm tính cái chi phí hoàn thiện cho gia chủ là 5 triệu. Như vậy hoàn thành cái ngôi nhà này là 560 triệu. Tuy nhiên cái giá bên mình đưa ra thì nó mang cái tính chất tham khảo, nó còn tùy thuộc vào địa phương nơi xây dựng ngôi nhà này, cái cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí mà cái giá thành nó sẽ dao động. Ngoài ra cái điểm mà mình lưu ý cho những cái bà con tham khảo những cái mẫu nhà đẹp trên mạng thì nó còn tùy thuộc vào cái thời điểm mà mình xây dựng ngôi nhà, cái giá vật liệu và cái nhân công như thế nào, thì cái giá thành hoàn chỉnh ngôi nhà mình nó sẽ dao động nha các bạn. Và đây cũng chính là một cái yếu tố rất là quan trọng. Có thể nói rằng mẫu nhà ba gian là một cái mẫu nhà kinh điển truyền thống ở miền Tây Nam Bộ xưa, và nó không trộn lẫn vào đâu được với cái mẫu nhà này, sẽ tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng, và sẽ tạo nên một cái phong cách mới, một cái diện mạo mới cho mẫu nhà kinh điển truyền thống xưa Nam Bộ và mọi người thường hay thấy. Và hiện nay cái xu hướng trang trí nội ngoại thất là sẽ thực hiện những cái vườn bo bán nguyệt, và với cái mẫu nhà này nó cũng bắt kịp xu hướng trang trí tại cái thời điểm bây giờ, có thể nói là rất là có duyên, rất là thanh bảnh và mềm mại bởi điểm nhấn mà những cái vườn bo này mang lại. Cái điểm nhấn của cái mẫu nhà ba gian này là cái phần mái các bạn, cái phần mái có thể nói rất là cao và tạo nên một cái điểm thuận lợi trong quá trình trang trí tại những cái vị trí chữ A cái nén này, sẽ tạo nên một cái điểm nhấn cho cái phần mái nó trở nên sinh động hơn và cao ráo hơn, giúp cho mẫu nhà ba gian tạo nên một cái sự đặc trưng và không trộn lẫn vào đâu được. Ở miền quê nông thôn mà xây dựng được một cái mẫu nhà ba gian như thế này sẽ tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng, và mình tin chắc nó là như vậy. Việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó rất là tốt, đến từ cái phần cái phản sân trước, cái phần sảnh phản hở phía bên trái phía bên phải và cái phần phản sân sau, vì mẫu nhà này được đặt để xây dựng ở vùng quê nông thôn. Có thể nói rằng là đứng tại cái vị trí nào nó cũng gặp tràn gió và ánh sáng tự nhiên. Việc lưu thông gió và ánh sáng của bất kỳ một cái ngôi nhà nào nó cũng rất là quan trọng, và mình cũng khuyên bà con mình cần hết sức chú ý ở cái phần này trong quá trình xây dựng cái ngôi nhà này, để nó không có bị bức bí trong quá trình sử dụng. Về phần chân nền của cái ngôi nhà này nó cũng khá là cao, chính vì vậy mà mình đã tư vấn cho gia chủ là ốp đá trẻ, vì hiện nay đá trẻ là một cái vật liệu rất là rẻ trên thị trường và nó mang lại một cái hiệu ứng rất là đẹp, giúp cho chân nền của mình nó trở nên cứng cáp hơn, đỡ bám bụi bẩn và mang nét hoài cổ. Hy vọng thông qua cái phiên bản mới của mẫu nhà ba gian Nam Bộ xưa rất là hiện đại trẻ trung này, tạo nên một cái sự phong phú và sự đa dạng về những cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây Nam Bộ xưa, để bà con mình có thể lựa chọn và tham khảo trước khi đưa ra một cái quyết định xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà ba gian theo một cái phong cách mới ở miền quê nông thôn gửi đến mọi người tham khảo. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và bây giờ xin mời mọi người cùng nhìn ngắm là một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà ba gian Nam Bộ xưa, mang một cái phong cách mới mà mình chia sẻ đến mọi người trong cái video này.